Chào các bạn nhé. Nay mình sẽ làm cái món mới chả rắn. Nguyên liệu gồm có rắn này, thịt này, ớt, hành và lá lốt. Bây giờ mình tiến hành bắt rắn nhé. Bám rắn là bạn phải dùng sống dao này dần trước đi, dần cái sức sống của nó cho nó dập ra như xương á, dập xương ra đấy, băm làm xương cho nó mềm. Rồi, tiếp theo thái vào và băm luôn. Thái hành vào luôn. Lại bằng
Thái nó lốt băm luôn nhé các bạn. Băm nó lốt vào cho nó thơm. Bóp nát cái bánh nha. Các bạn băm nhuyễn như vậy được nhé, băm nhuyễn nó mềm. Rồi, cho ít bột ngọt này. Chút muối. Chút nước mắm này. Đập cái trứng rồi trộn đều lên này. Rồi, nhìn thấy ngon không? Đó, xong rồi nha lốt này. Nha lốt quấn. Quấn vào xong rồi nướng. Quấn nha lốt nướng rồi. Thank you.
mình nướng nha. Vào bếp mình nướng. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Cái này ngon lắm, thơm. Thơm lưng lên rồi. Mình nướng tí nữa là nó chín, nướng lúc nữa là chín đều rồi. Thơm. Sắp chín rồi các bạn. Tí nữa là chín rồi. Quá thơm. Thơm không? Thơm. Mới bị thơm luôn đấy. Quá thơm. Thơm không? Mới thơm không? Thơm. Nó cái lúc hái về thấy cái này. Ừ. Thấy nhiều quá. Rồi chín nữa các bạn ơi. Mình gắp đĩa nhá. Gắp ra để tí thưởng thức. Kiên Duy lấy ở nhà. Đấy. Rồi, đó, các bạn thấy không? Thấy ngon không? Đấy, cái chả rắn nó bị ngon, rắn nướng. Rồi, mời các bạn nhá, mình thưởng thức trước nhá. Ôi, ngon quá. Ở đây đây. Cho ra. Thôi chào các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và chia sẻ kênh của mình. Và đăng ký kênh để xem những clip sau nha. Thôi chào tạm biệt. Chào các bạn.